đánh băng đâu. Xin ông cho biết vì sao ông có ý tưởng tổ chức buổi triển lãm tranh này? Tôi tổ chức buổi triển lãm này là để gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và cũng để thỏa mãn lòng đam mê hội họa của chính mình. Vậy tất cả đều là tranh của ông? Đúng, đây là những bức tranh mà tôi đã mua và sưu tập trong các buổi triển lãm trong và ngoài nước. Xin cảm ơn ông. Một bức tranh vào giá trị nhân gian phải không? Không ngờ thằng quỷ ngồi như cậu mà cũng thích những thể loại này. Thì mình là bạn của cậu mà. Khách băng tuyệt quá. Đây là một trong những cuộc triển lãm tranh xuất sắc nhất mà tôi đã xem. Số 1 tớ đồng ý với cậu. Hả? Người bạn dâm niên của chúng ta cũng có tranh triển lãm đó. Bức nào vậy? Bức này cậu chưa biết, thử đoán xem. Ồ. Chắc có lẽ chúng ta phải tranh luận lâu lắm đó. Mời. Alo, Nguyễn Trực, alo. Nhanh lên, cậu vào con hiện trường chờ anh Trực tới. Có phát hiện gì mới không? Anh coi đi, trong đây không dưới 50.000 đô. Cô ta làm manager ở khách sạn liên doanh, mỗi tháng khoảng 300 đến 500 đô, làm được khoảng 2-3 năm. Cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Anh Trần, thank you.
còn đây nữa. Có giờ chớ xem thường đóng sách báo và băng đĩa nha các đồng chí. Rõ. Không ngờ mọi chuyện lại diễn tiến nhanh như vậy. Hắn cứ la hét suốt từ lúc phát hiện đến giờ. Có phát hiện gì mới không? Dạ không. À, kết quả xét nghiệm tử thi tại hiện trường thế nào anh? Theo xét nghiệm ban đầu, nạn nhân tử vong vào 1 giờ sáng hôm nay, chết do ngạt thở. Ngạt thở? Còn nguyên nhân nào khác không? Tôi sẽ cho cậu biết kết quả cụ thể sau. Cảm ơn anh, gặp lại sau dạ. nhé. Dạ. Thanh à, cậu kiểm tra thật kỹ, không được bỏ sót một chi tiết nào. Đó. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cậu hãy bình tĩnh, tụi mình đang điều tra mà. Tại sao cô ấy lại chết? Nói cho mình biết tại sao cô ấy lại chết. Cậu đừng bấn loạn quá, mình sẽ cho người đưa cậu về. Lỗi tại mình, đáng lý ra mình phải ở bên cô ấy. Cảnh băng ơi, sao em chết rồi bỏ? Cậu hãy bình tĩnh. Cảnh băng hả? Chúng nó đã giết cảnh băng rồi, chính tụi nó đó. Tại sao vậy hả? Tại sao? Cảnh băng ơi. Cảnh băng ơi. Chính tụi nó là giết cô ấy đó. Chứ tôi nói là giết cô ấy kìa. Đồng chí chăm sóc cho anh ta nha. Bình tĩnh nha. Cậu hãy bình tĩnh. Anh ơi, chứ tôi nói là giết cô ấy đó. Chứ tôi nói là giết cô ấy đó. Khánh Băng ơi! Cậu biết gì về cái chết của Khánh Băng? Chúng đã giết cô ấy rồi! Khánh Băng! Anh với Khánh Băng quen nhau như thế nào? Chúng tôi quen lâu rồi, rất lâu. Rất cảm ơn các bạn đã có mặt trong buổi tiệc sinh nhật của Khánh Băng. Hôm nay như vậy nha, không sai không về ha. Rồi vô. Rồi.
bạn nhìn nè, mình thổi nha. Cô bé dễ thương quá ta. Đại ca kết rồi hả? Em cũng biết cô ta. Ý đại ca muốn gì? Dạ. Nhà hàng có thể mua giùm bó hoa lys được không? Dạ được. Cảm ơn. Các bạn tự nhiên nha. Gấp thức ăn đi. Chú cần anh hậu tạ như thế nào? Nếu đại ca muốn, cứ chờ đẹp, nhìn cứng lắm đó. Vậy là phải nhờ chú thôi đó. Vô nghe. Bây giờ mình cắt bánh nha. Dạ hoa của anh đây. Xin lỗi các bạn. Xin mời các bạn. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Em vô nhà giùm em. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Anh về nghe. Xin lỗi, cô làm ơn cho hỏi cô Khánh Băng đã tới chưa? Dạ, chỉ vừa mới ra ngoài, phiền ông ngồi chờ một lát ạ. Cảm ơn. Dạ. Anh. Em. Anh định lên lầu tìm em đó. Em ra ngoài gặp khách hàng, anh tìm em có chuyện gì không? Không có chuyện không gặp được em sao? Em không có ý đó, câu hỏi nghề nghiệp thôi. Chiều nay 5 giờ em xong việc chưa? Ừ. Anh mời em đi ăn nghe. Ở đâu? Đưa địa chỉ em tới. Không, anh tới đây đón em. Ok, 5 giờ hẹn anh ngoài sảnh. Quyết định gì đi, anh đi nghe. Anh không lên phòng làm việc em chơi chút hả? Thôi, không phiền em nữa. Tốt thôi, hẹn gặp lại anh. Anh đi nghe. Có gì mới không em? Dạ không. Dạ xin lỗi, có người gửi cho chị. Ai? Ông Lê Nguyên Anh.
Từ hôm Khánh Băng chết, Lê Nguyên Anh cứ nửa tỉnh nửa mê, nên chúng ta chưa khai thác thêm được gì. Bên cạnh đó, Maya đột ngột trở về Thái Lan, làm mọi việc cứ rối tung lên. À, cậu nhờ Mỹ Thanh khai thác Lê Nguyên Anh thử coi. Đi làm gì? Phụ nữ có cái khéo của họ. Còn Maya, chúng ta phải nhờ các bạn bên Thái Lan giúp sức để điều tra. Xung quanh cái chết của Khánh Băng có rất nhiều nghi can. Lời khai của Khánh Băng trước khi chết và lời khai của Lê Nguyên Anh sau này có rất nhiều mâu thuẫn. Em đang phân vân rất nhiều về việc này. Cậu nhớ cái này không? Ở nhà Khánh Băng. Đúng. Hôm khám xét nhà Khánh Băng, chúng ta tìm được lá thư này cùng với ma túy và đô la giả. Cậu phải lưu ý điều này. Cậu thấy không? Trong thơ tên người gửi viết tắt là GL. GL là ai? GL là ai? GL có liên quan gì đến Khách Băng? Xin lỗi anh Trực, Maya có chuyện gấp phải trở về Thái Lan, mong có dịp gặp lại anh. Tự nhiên hôm nay sao lại có hứng thú vậy? Không biết, chỉ thấy trống rỗng và căng thẳng, chơi cho mệt để quên đi nhiều chuyện. Ok. Có tin gì về cái chết của Khánh Băng chưa? Chưa có gì. Cậu sao vậy? Nhìn mình không ổn sao? Mình không tin rằng Khánh Băng đã ra đi, và mình cũng không hiểu nguyên nhân bởi vì sao. Cậu không biết gì về bạn bè Khánh Băng sao? Tuy mình và Khánh Băng yêu nhau khá lâu, nhưng phần lớn thời gian mình ở nước ngoài. Với lại mình và cô ấy tôn trọng khoảng trời riêng của nhau, nên mình không hề biết mối quan hệ của cô ấy. Nói đúng hơn, mình không quan tâm.
Ấn tượng đó, cậu lên gan rồi đó. Tại cậu mất tập trung, đừng mang chuyện riêng tư vào trận đấu tay đôi. Chuyện riêng tư, cậu hay mình mang chuyện riêng tư vào trận đấu đó? Vậy mà mình tưởng cậu đang điều tra mình đó. Tập trung tư tưởng là điều tiên quyết trong một trận đấu. Cậu không hiểu sao? Tôi đã coi kỹ hồ sơ về Khánh Băng và những nghi can xung quanh cô ta. Cho đến bây giờ, mọi việc vẫn chưa có gì tiến triển. Đó chính là lý do mà tôi triệu tập cuộc họp ngày hôm nay. Hiện tại thì trong vụ án này, chúng ta có hai đối tượng cần quan tâm. Đó là Mai A và Quỳnh Đăng Khoa. Nhưng hai đối tượng này, một là người nước ngoài, một có liên quan đến đại quý Nguyễn Trực. Tôi biết đồng chí Nguyễn Trực là người làm việc có nguyên tắc, công tư phân minh. Nhưng công việc của chúng ta không chỉ dựa trên cảm tính. Đã có nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này, và tôi cũng đã cân nhắc rất nhiều lần. Nguyễn Trực à, có lẽ cậu sẽ tạm thời ngưng phụ trách chuyên án này. Đồng chí Thanh có ý kiến gì? Còn chuyên án G96 ai sẽ đảm nhận thưa thủ trưởng? Phùng Tuấn sẽ đảm nhiệm thay Nguyễn Trực. Tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo. Còn các đồng chí tiếp tục nhiệm vụ của mình. Tới khi nào tôi mới được trở lại nhiệm vụ? Khi nào có kết luận rõ ràng về những nghi can liên quan đến cái chết của Khánh Bạc? Tôi hiểu. Đồng chí chuẩn bị bàn giao công việc cho đồng chí Phùng Tuấn và làm bản tường trình về mối quan hệ giữa cậu và Quỳnh Đăng Khoa. Tôi rõ, thưa thượng tá. Cuộc họp tạm dừng tại đây. Các đồng chí tiếp tục hoàn thành công việc được giao. Rõ. Rõ. Tôi xin lỗi các đồng chí. Hey!
Chú Phạm Tiến quyết định như vậy là có lý do. Hãy để dành sức khỏe và thời gian của anh để chứng minh rằng anh trong sáng. Có chuyện gì vậy em? Anh định đi đâu vậy? Anh đang rảnh mà. Cứ để đó cho anh. Em ra ngoài uống nước đi. Bao giờ anh đi? Mà anh định đi đâu? Chắc là về quê thăm gia đình. Anh cũng chưa biết nữa. Đúng rồi. Lâu lắm rồi anh chưa về thăm hai bác. À, anh về cho em... Anh định đi Thái Lan. Anh trả lời em đi. Anh định đi Thái Lan phải không? Tại sao anh gạt em? Vậy em biểu anh phải làm gì? Anh bị ngưng chức ngay trong cuộc họp. Mọi người nhìn anh như một tội đồ. Không ai tin anh. Em tin anh, đồng đội tin anh. Nhưng chưa đủ. Anh phải thanh minh cho chính mình. Bằng cái cách bất chấp luật lệ như vậy sao? Anh có biết anh sẽ bị đuổi ra khỏi ngành nếu anh vô kỷ luật như vậy không? Thà như vậy còn hơn là chấp nhận ngồi nhìn cái án treo lơ lửng trên đầu. Không ai kết án anh cả. Chúng ta chỉ làm theo nguyên tắc mà thôi. Nhưng anh không chịu nổi nguyên tắc đó. Anh bình tĩnh lại đi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà. Cách nào? Anh có tin em không? Anh tin. Nhưng mà chuyện này...
Anh đừng hành động nông nổi. Hãy tin em. Cứ vào. Cháu chào chú. Có chuyện gì vậy Mỹ Thanh? Cháu có thể gặp chú một lát được không? Cháu ngồi đi. Chắc chú cũng biết cháu đến gặp chú vì chuyện anh Nguyễn Trực. Chú cũng nghĩ vậy. Trực bức xúc lắm phải không cháu? Dạ. Cháu đã nói chuyện với anh Trực. Theo cháu biết thì thật sự anh Trực không có liên can gì với những đối tượng tình nghi mà chúng ta đang theo dõi. Điều đó chú biết. Nhưng vì Nguyễn Trực là bạn thân của Quỳnh Đăng Khoa thì đã quá rõ ràng. Họ vừa gặp lại nhau sau 5 năm, Khoa cũng mới về Việt Nam. Giữa họ chỉ đơn thuần là tình bạn thôi chú. Chính tình bạn mới là điều chúng ta phải suy nghĩ. Liệu Nguyễn Trực có gì tình bạn mà làm sai lệch vụ án không? Còn Mai A, cháu có dám khẳng định là Nguyễn Trực không có tình ý gì đặc biệt với cô ta không? Điều đó thì cháu chưa dám chắc. Nhưng chúng ta không được phạm sai lầm nào hết. Nhưng ít nhất cũng phải cho anh Trực cơ hội thanh minh cho mình chứ. Chú sẽ xem xét tới điều đó. Với linh cảm của một người chỉ huy, chú tin tưởng vào cháu và Nguyễn Trực. Nhưng thôi được rồi, Nguyễn Trực sẽ trực tiếp sang Thái Lan điều tra về Mai A. Cảm ơn chú. Ráng lên cháu. Chú đặt uy tín và niềm tin của chú vào hai đứa đó. Dạ. Cháu sẽ liên lạc thường xuyên. Dạ. Chào trai. Suwadi thì thường mừng thai các phòng. Suwadi khác. Mọi gì tốt đẹp hả? Bây giờ bay đi sửa khác. Làm gì mà hỏi cùng nhau vậy? Về khách sạn đã. Em mệt quá rồi nè. Ok. Ok. Bay cái thấp. À,
Sorry. Chắc trai à, chuyến này sang đây sẽ làm phiền chắc trai nhiều đó. Khách sao qua, bạn bè cả mà. Mình cũng đã làm phiền các bạn rồi đó thôi. Mình muốn tìm hiểu rõ hơn về Mai A được không? Chuyện về Mai A thì rất dài. Hiện tại Mai A không ở chung với gia đình. Sao Mai A không ở chung với gia đình? Đó cũng là câu hỏi mà chúng tôi đang tìm lời giải. Chính vì thế khi Mai A sang Việt Nam, chúng tôi mới nhờ tới các bạn. Có lẽ chúng ta nên ghé thăm nhà Mai A. Ý kiến đó hay đó. Để sau đi. Không lẽ anh cứ thế này mà tới gặp cổ sao? Lần trước anh quen cổ ở trong vai trò khác mà. Quyết định về đi. Tôi sẽ tìm tài liệu thông tin sơ lược về gia đình Mai A để các bạn thêm tin tức. Cha trai còn cô đơn phải không? Không thấy hình cô nào phải không? Đúng là cớm. Nói cái là hiểu ngay. Nhưng sao vẫn chưa có cô nào vậy? Tại sao Mỹ Thanh không hỏi Nguyên Trực trước đi? Như ảnh thì ai mà thèm. Phải không? Từ dòng 10 đến 50 là tư liệu về gia đình Mai A. Các bà xem qua rồi chúng ta sẽ đến nhà Mai A sau nha. Mỹ Thanh đã hiểu tại sao cha trai đưa Maya vào diện tình nghi. Anh Trực nghĩ sao? Các bạn mà nhìn thấy ngôi nhà biệt thự của gia đình Maya thì còn nhiều nhận xét nữa. Sao không ai mở cửa? Nhà không có ai sao? Lúc nào cũng có. Ở nhà luôn luôn có người phục vụ. Chỉ hy vọng cô chủ không đi vắng thôi. Kính cổng cao tường như vậy, có ở nhà cũng chẳng biết. Cũng có thể. Hy vọng chúng ta gặp được Maya. ไม่อยู่ค่ะคุณจะสั่งอะไรไหมคะขอโทษคุณไม่เอาไปไหนครับเห็นบอกไปวัดยิ้มคุณแม่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่เห็นสั่งอะไรค่ะแล้วเมื่อไหร่เขาจะกลับครับฉันไม่รู้ค่ะขอบคุณครับแล้วผมจะมาใหม่ครับมาอาเลนจูทําแม่กับบามุดีจื้อโอเคต้องไปดิThank you.
Có thời gian mình sẽ giới thiệu kỹ cho trực về lịch sử ngôi chùa này. Còn bây giờ chúng ta đi tìm Mai A đi. Mai A kia, mình gặp cậu hay là Trực? Để Trực. Con giỏi lắm. Anh Trực. Mai A. Chào bác. Anh qua khi nào mà không báo cho Mai A biết gì hết vậy hả? Mai A không ngờ sớm gặp lại anh như vậy. Ngạc nhiên quá đi. Sao anh biết nhà Mai A ở đây? Đã đây. Mai A giới thiệu anh với mẹ Mai A. Giới thiệu với anh, đây là mẹ của Mai A. Còn đây. Chào bác. Mẹ, đây là anh Nguyễn Trực, người bạn mà con đã nói với mẹ. Cảm ơn cậu rất nhiều đã giúp đỡ Mai A khi nó ở Việt Nam. Không có chi, bác đừng bận tâm. Mai A, con ở lại nói chuyện với bạn. Mẹ vào trong có chút chuyện nha. Dạ. Tôi đi. Chào bác. Mẹ Mai A đi tour ở chùa này nè. Thỉnh thoảng rảnh rỗi Mai A ghé qua thăm. Mình qua đây đi. Đi. Anh chưa nói cho Mai A biết anh qua đây khi nào. Mới sáng đây thôi. Giờ đi tìm Mai A ngay. Anh Trực biết nói ghê. Thật không đó? Anh sao vậy? Có tin mẹ em muốn báo cho Mai A. Nhưng Mai A phải bình tĩnh nha. Chuyện gì vậy anh? Khánh Bằng đã chết. Hả? Anh nói ai? Khánh Bằng, bạn Mai A. Khánh Bằng làm manager ở khách sạn đó. Sao lại như vậy? Sao anh biết cậu chứ? Sao anh biết Khánh Bằng là bạn của Mai A? Anh có nhầm với người nào không? Chuyện này thật khó để nói cho Mai A hiểu ngay được. Nhưng tôi sang đây là vì công việc. Tôi là cảnh sát hình sự Việt Nam. Tôi rất mong Mai A cộng tác với chúng tôi. Cái gì? Anh là cảnh sát à? Vậy những gì trước đây tôi biết về anh đều là giả dối hết sao? Không, chỉ có công việc là sai, còn tất cả là sự thật. Bây giờ Mai A không còn tin anh nữa. Tại sao lại như vậy? Mai A đáng ghét tới mức để lừa dối Mai A vậy sao? Tại sao lại như vậy?
Maya. Maya. Maya cho rằng tôi đã nói dối cổ. Có lẽ rất khó cho việc điều tra của chúng ta. Chúng ta phải tìm cách tiếp cận Maya, không thể chịu thua được. Tất nhiên là chúng ta phải tiếp cận đối với Maya, nhưng có lẽ cần thời gian để Maya bình tĩnh, vì đây cũng là một điều bất ngờ đối với Maya. À, chắc chắn bạn có thể nói về gia đình Maya được không? Gia đình Maya rất khá giả. Ông bố Maya đang nằm trong diện tình nghi về một phi vụ buôn bán mặt giả. Nhưng vì chưa có chứng cứ cụ thể nên chúng tôi chưa thể tiếp cận đối tượng một cách chính thức. Song gần đây gia đình của Maya khá bất thường. Maya đột nhiên bỏ vô chùa làm công quả và A Hằng trong đó. Như các bạn đã thấy, ông bố Maya thì im hơi lặng tiếng, hầu như không có bất kỳ hành động nào đang nghi ngờ. Thời gian Maya ở Việt Nam, mình đã tiếp xúc với cô ta và thấy cô ta rất chân thành và cởi mở. Mình nghĩ cô ta không liên quan tới vụ làm ăn buôn bán phi pháp của ba cô ta đâu. Trực có biết những tên tự tội đều có gương mặt của những người vô tội không? Không nên cảm tính như vậy. Đồng ý. Nhưng mà cổ cũng không có nhiều nghi vấn về chuyện đó. Cũng không thể loại trừ được một cô gái còn rất trẻ, với mức lương khiêm tốn của một hướng dẫn viên, lại sống trong một ngôi biệt thự sang trọng, với cuộc sống vương giả. Nếu là Trực, Trực nghĩ sao? Bên cạnh đó gia đình lại rất phức tạp và nhiều nghi vấn. Cha trai nói rất có lý. Chính vì vậy chúng ta không thể buông lỏng đối tượng được. Tại sao anh lại nói dối Maya? Tại sao anh lại xuất hiện như một người bạn rồi phá vỡ đi tình bạn tốt đẹp đó? Maya làm sao có thể tha thứ cho anh đây? Làm sao để chấp nhận được chuyện này? Maya đã làm gì có lỗi như vậy chứ?
Cho Mai A một lý do đi anh. Nếu như Nguyễn Trực nói thật thì bạn không còn sống trên cuộc đời này sao? Có thật là như vậy không? Không, mình không tin là bạn mãi mãi ra đi. Cánh Bằng ơi, hãy chỉ cho mình biết mình phải làm sao bây giờ. Alo. Gentlemen, you have phone from Vietnam. Wait for me connecting, please. Yes, thank you. Alo, Phùng Tuấn đây. Tuấn hả? Công việc sao rồi? Em đang tính hỏi anh câu đó. Chưa có gì mới cả. Vậy là chưa gặp được cô gái Thái sao? Gặp rồi, nhưng cổ chưa chịu hợp tác. Phải kiên nhẫn thôi. Lần trước anh đã giấu cổ về nghề nghiệp mà. Mỹ Thành cũng nói y như cậu vậy. Nàng công chúa của chúng ta sao rồi? Vẫn tốt và cằn nhằn như trước. Thôi, bảo trọng nha. Rồi, giữ gìn sức khỏe. Cho mình gửi lời chào anh em. Được rồi, cho chào nàng công chúa của chúng ta nha. Ok, bye. Bye. Mai A, tôi biết Mai A còn giận tôi. Chúng ta cần nói chuyện. Mai A cho tôi thời gian đi. Tôi có việc riêng cần phải đi. Làm ơn anh chị tới vào lúc khác. Chuyện tôi nói dối Mai A, tính sao được không? Chúng tôi ở bên này không có nhiều thời gian. Chúng tôi cần Mai A giúp đỡ. Tôi không tin mọi người. Tôi chẳng có gì giúp đỡ mọi người cả. Xin lỗi. Xin lệnh bắt là xong. Làm gì phải năn nỉ chú đó? Mỹ Thanh, không phát biểu lung tung. Chúng ta đang làm việc. Nhưng cô nghĩ cổ là ai? Là người chúng ta đang cần. Nhưng anh... Không nói chuyện này nữa. Tôi muốn tìm hiểu thêm về gia đình Mai A được không? Được thôi, về văn phòng tôi. Đi.
Who would like to drink coffee here? Okay. Đi ra phố một chút, không ai được từ chối nha. Đây là lệnh. Đã nói đây là lệnh, không được từ chối. Đi đi. Các bạn đừng trông chân tại đây sao? Ok, tôi cũng quải quá rồi. Sao lại gọi là Thái Lan? Mỹ Thanh thấy mọi người tự do nhộn nhịp không? Thái Lan có nghĩa là miền đất của tự do. Theo truyền thuyết xa xưa thì đây là một vùng đất trong mơ của các nhà địa chất. Tại sao lại là niềm mơ ước? Bởi những tán rừng mưa là một vùng giàu có các nguồn tài nguyên, và giữa cái vỏ bề ngoài phương Tây là một nền văn hóa truyền thống vô cùng độc đáo, là lối sống phóng khoáng nhưng cũng đầy mê tín của người dân Thái. Cô quảng cáo quá không đó? Cô quảng cáo không? Không qua đâu. Chắc các bạn đã nhìn thấy những bầy voi, những đền chùa và cả những nhà sư đi khất thực rồi. Đó là những hình ảnh sống động về một Thái Lan truyền thống. Còn những tòa nhà kia kìa, ngay cả văn phòng làm việc của tôi nữa, đó lại là một Thái Lan rất là phương Tây. Nghe nói Thái Lan còn là vương quốc của những hòn đảo kỳ lạ. Chính xác, sao trực lại biết về những hòn đảo kỳ lạ đó? Maya, Maya, tôi có chuyện muốn nói với em. Anh theo dõi Maya sao? Không, tôi dạo phố thì tình cờ gặp em thôi. Thật mà, tôi đi cùng với hai người bạn trên kia kìa. Anh muốn gì ở em? Tôi mong Maya hãy tin tôi. Khánh Băng chết rồi, và cái chết của cổ rất nhiều nghi vấn. Nghĩa là sao? Maya không hiểu, tại sao lại nhiều nghi vấn? Khánh Bằng bị giết Maya. Thật sao? Thật. Mà người biết Khánh Bằng thì chẳng có nhiều. Vậy là anh muốn Maya sẽ cung cấp thông tin về Khánh Bằng cho anh? Maya nghĩ sao cũng được. Rất mong Maya hãy cộng tác với tôi. Anh không nói dối đó chứ? Không. Chuyện tôi không nói rõ nghề nghiệp khi quen Maya cũng có lý do rất chính đáng. Có thời gian tôi sẽ giải thích. Được rồi, em suy nghĩ thêm. Sáng mai gặp anh tại chỗ mẹ Maya, được chứ? Mấy giờ gặp Maya? 9 giờ đi. Ok, hy vọng là Maya sẽ cộng tác với tôi. Để em suy nghĩ. Cảm ơn Maya, không làm phiền Maya nữa.
chuyện Khánh Băng bị giết đáng lý ra phải giữ bí mật, nhưng tôi tìm đến gặp Mai A và nói cho Mai A biết điều này. Tôi rất mong Mai A hiểu và cộng tác với tôi. Dù sao Khánh Băng cũng là bạn của Mai A. Tôi hy vọng Mai A không để Khánh Băng chết một cách oan uổng. Có thể Mai A không giúp gì được nhiều, nhưng ít nhất Mai A cũng giúp chúng tôi vẽ lên một phần cuộc sống Khánh Băng trước đây. Biết đâu từ đó chúng tôi có thể tìm ra được hung thủ. Cô là người cuối cùng gặp Khánh Băng trước khi cô bị giết. Chúng tôi cũng rất muốn biết cô đã làm gì trong khoảng thời gian Khánh Băng được xác nhận là bị giết. Có nghĩa là tôi cũng đang nằm trong diện tình nghi. Không phải, không phải vậy đâu. Chúng tôi... Chúng tôi đang điều tra, và tất cả mọi người có liên can đều nằm trong diện tình nghi. Ví dụ như vụ án tiền giả của ba cô, bất kể đó là ai, chỉ cần có dấu hiệu là chúng tôi quan tâm ngay. Ok. Mai A, Mai A. Thầy Mark sai lầm rồi. Người thay chúng tôi rất kiên việt, người nhỏ tuổi, có nhận xét hay có thay đổi thiếu kiên trọng, người hơn tuổi. Thầy không nên nói về ba Mai A như thế. Thanh không biết. Đúng là không biết, nhưng phụ nữ rất nhạy cảm. Chuyện này chúng ta từ từ nói cho Mai A hiểu. Đang theo dõi. Cháu sẽ cố gắng báo cáo kết quả sớm. Cháu hiểu. Dạ, cháu sẽ liên lạc. Taxi to Twin Towers Hotel, please.
Chicago. Theo như Mỹ Thanh nói thì không chỉ một mình chúng ta qua tập tới Ma A đâu. Đúng vậy. Rất tiếc là Thanh không nhận diện được người đàn ông đó. Có khi nào là những kẻ làm ăn có liên quan đến bà Ma A? Cũng có thể. Vậy chúng ta cần tiếp cận Ma A sớm hơn. Twin Towers Hotel. Họ muốn gặp cung lĩnh trực dự hóa nhà trẻ sống à? Rao sức khu nữa khá. Nè, anh nhắc lại. Lần sau em đừng đi một mình. Đây không phải là Việt Nam. Em chỉ muốn chuộc lỗi thôi. Được rồi, bỏ đi. Ok. Alo. Alo, chắc trai hả? Mỹ Lương ở đây, khuôn mày à? Ok, rồi rồi, tụi này tới ngay. Mà
Maya. Alo, có ông đang sớm đuồn khắp, bị can nhìn cần thiết đi khắp ông. Mà còn mệt, các bạn làm việc ít thôi nha. Anh vào đi. Các bạn ở lại, mình có công việc phải về. Trực. Mẹ thấy trong người sao rồi? Mẹ bị sao vậy? Không sao đâu, chỉ là một tai nạn thôi. Cảm ơn anh đã cứu mẹ. Vậy là lần thứ hai mẹ lại nợ anh Trực rồi. Mẹ đừng nói như vậy chứ. Mẹ nghỉ đi cho khỏe. Mẹ khỏe mà. Anh Trực muốn biết về mối quan hệ giữa mẹ và Khánh Băng không? Thôi khỏi, chuyện đó để sau kể. Ma nằm nghỉ đi. Anh đừng nghĩ Ma trả ơn anh. Ma hẹn gặp anh tại chùa cũng là muốn kể cho anh nghe về chuyện đó. Nhưng chỉ tiếc là chưa kể thì lại có chuyện đáng tiếc. Ma muốn kể bây giờ, kẻo lại... Nè, Ma đừng nghĩ bậy, không có vấn đề gì đâu. Anh cứ để cho Maya nói. Lần đầu tiên Maya và Khánh Băng quen nhau khi cả hai cùng đi thực tập về quản lý du lịch tại một khách sạn ở Bangkok. Khánh Băng là một cô gái Việt Nam, dễ thương, xinh đẹp và nồng nhiệt. Maya và Khánh Băng học chung một lớp, chung một nhóm. Tôi rủ Khánh Băng về nhà ở chung với gia đình. Cổ đồng ý. Khánh Băng là người phóng khoáng trong mọi chuyện, ngay trong chuyện tình cảm cũng vậy. Nhưng cổ rất chung tình. Suốt 4 năm học tại Thái Lan, cổ không yêu ai ngoài một người có tên là John Lee. Uống đi. Kể tiếp đi. Mối tình đầu của Maya chỉ có vậy thôi sao? Hồi đó còn nít mà, Maya chẳng biết gì hết, cầm tay đã thấy run rồi. Bây giờ có gặp lại người đó không? Không. Sau đó ít lâu thì người đó đi Mỹ cùng gia đình rồi. Nếu ngày đó đi quá giới hạn, chắc Maya cũng đi Mỹ luôn rồi. Khánh Băng này kỳ quá. Giỡn kỳ quá.
Còn Khánh Băng, mình không có tình yêu học trò, cũng không có tình yêu sinh viên. Gặp một người trong cuộc sống và yêu tới bây giờ. Wow, hay quá ha. Chắc người đó hấp dẫn lắm hả? Hấp dẫn cái gì? Không hấp dẫn sao buộc chân được Khánh Băng. Còn cái gì thì chỉ có mình Khánh Băng biết thôi. Mẹ chịu. Không biết nữa. Ảnh tên gì vậy? Hắn tên là Johnny. Sao mình chưa thấy mặt? Hắn ở Úc mà, thỉnh thoảng hắn mới về. À, cuối tháng này hắn qua Thái đó. À, hay quá, cho mình gặp mặt nha. Thôi. Sao vậy? Mai A đẹp như vậy, lỡ hắn thay lòng với mình thì sao? Kỳ quá. Chết nè, mẹ. Đứng lại. Từ đó chúng tôi gắn bó với nhau và thành bạn thân từ khi nào không biết. Nói như vậy nhưng chưa lần nào Maya gặp được người yêu của Khánh Băng. Có một lần Khánh Băng đã nhờ Maya một chuyện. Chuyện gì? Mai A ơi, không ổn rồi. Mai A phải giúp mình thôi. Nhưng mà có chuyện gì? Johnny, ảnh. Johnny sao? Hả? Anh ấy không tốt với bạn hả? Không. Chứ sao? Anh đang bị truy nã. Giúp mình đi Maya. Mình chỉ còn trông cậy vào mình cậu thôi. Mình không thể để Johnny bị bắt. Mình yêu ảnh. Johnny giết người à? Không, ảnh chỉ dính tới làm ăn kinh tế thôi. Thiệt không? Thiệt mà, mình thề. Giúp mình đi mẹ à? Mình gian xin cậu mà. Nhưng mà mình biết giúp gì bây giờ? Chỉ có ba mẹ à mới giúp ảnh thoát ra nước ngoài. Nhưng mà Maya, mình gian xin cậu mà. Giúp mình đi. Johnny đang ở đâu? Anh đang chờ ở ngoài nãy giờ. Mình đi.
nhanh lên anh. Là lần duy nhất Mai gặp được Khánh Băng và người yêu của cổ. Sau đó Khánh Băng quay trở lại Việt Nam. Hai đứa vẫn giữ mối quan hệ liên lạc với nhau. Vừa rồi khi sang Việt Nam, Mai có hỏi Khánh Băng về chuyện tình cảm đó. Thì Khánh Băng nói vẫn tốt đẹp. Thật không ngờ. Mai có thể giúp cảnh sát vậy là chân dung của người yêu Khánh Băng được không? Maya không chắc nữa. Cũng lâu rồi mà Maya chỉ gặp được một lần. Thôi được rồi, Maya cứ nằm nghỉ đi. Tình hình Maya sao rồi anh? Ổn, nhưng hơi hoang mang. Chắc vẫn chưa hết cơn sốc mà. Ừ, Maya vừa kể về mối quan hệ của cổ với Khánh Băng cho anh nghe. Có dấu hiệu gì khả quan không anh? Có một cái tên cần chú ý. Anh muốn về văn phòng tìm chắc trai một chút. Anh đi đi, em trông Maya cho. Yên tâm đi. Vậy em đi một chút, anh sẽ trở lại. Ừ. À, em ăn gì không? Anh đi mua luôn. Gì cũng được, anh cứ lo công việc trước đi. Ok, anh đi nha. Dạ. Dừng lại!
mình đi hơi lâu, không biết Mỹ Thanh sao rồi. Lo cho Mỹ Thanh hay Mai A. Nếu tìm kiếm thêm được thông tin thì Thanh và Trực về Việt Nam luôn chứ hả? Chắc rồi, ở bên đó mình có rất nhiều việc bề bộn. Mỹ Thanh, anh Trực. Alo, phòng cảnh sát điều tra nghe. Dạ, tôi là quản lý khách sạn Lotus đây ạ. Tôi báo cho các anh là ở khách sạn chúng tôi hiện nay có người tự nhận hắn đã giết Khánh Băng. Hắn đang ở đâu? Dạ, hắn đang ở đây. Chúng tôi đã mời hắn một ly rượu. Các anh đến ngay nha, kẻo hắn suy nghĩ lại rồi đi mất. Chúng tôi sẽ đến ngay, canh phòng cho thật chắc, đừng để hắn bỏ đi đó. Chắc chắn không đi nổi được đâu, hắn mới vừa xin thêm một ly rượu nữa mà. Xong việc này, nhớ đề nghị với Bộ Nội vụ tặng cho tôi một tấm bằng khen nha. Chúng tôi sẽ đề nghị thưởng cho ông một cái gì đó có ý nghĩa hơn. Huy chương hả? Cũng không biết được, chắc chắn rằng ông sẽ bất ngờ trở nên nổi tiếng và ban quản lý khách sạn phải quý trọng anh. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đây là một chiến công hết sức bất ngờ, cũng là một vinh dự vô cùng lớn lao. Đây là khách sạn liên danh với nước ngoài mà. Vậy các anh đến liền nha, chúng tôi chờ. Mỹ Thành bị thương nhẹ thôi, rồi tụi này sẽ về liền. Vậy nha. Ok, bye. Có chuyện gì ở Việt Nam hả? Phùng Tuấn báo tin kẻ giết Khánh Băng đã ra đầu thú. Xin lỗi, anh vừa gọi cho chúng tôi. Dạ đúng. Hắn đâu? Hắn kìa. Các ông cùng tôi đi. Không cần thiết. Anh cứ bình tĩnh. Anh tự nhận mình giết Khánh Băng. Anh tên gì? Trần Hoàng Dũng, 27 tuổi. Dạ, tôi là họa sĩ ở đối diện nhà của Khánh Băng. Tại sao anh giết Khánh Băng? Cho tôi ly rượu nữa được không? Cho thêm một ly rượu. Tôi giết Khánh Băng vì tôi yêu nàng. Giết chị yêu? Tôi yêu nàng, tôi rất yêu nàng. Nhưng mà nàng không đáp lại tình cảm của tôi. Nàng lạnh lùng, nàng thờ ơ, nàng đem lòng yêu kẻ khác. Anh đã giết Khánh Băng thế nào?
đây làm gì vậy? Anh có biết giết người là trọng tội không? Anh thú nhận là giết cô Khánh Băng. Anh thực sự là hung thủ hay anh làm theo chỉ dẫn của ai? Tôi đã giết Khánh Băng. Tôi tự làm điều đó. Không ai sai khiến tôi. Tại sao anh giết Khánh Băng? Vì tôi yêu nàng. Tôi gặp Khánh Băng một lần tại khách sạn Bông Sen. Lần đầu tiên nhìn thấy cổ, tôi đã bị cuốn hút bởi gương mặt thánh thiện, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt như biết nói của cổ. Khánh Băng rất đẹp, một vẻ đẹp thanh khiết. Tôi yêu cổ ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Một tình yêu rất kỳ lạ. Anh có tin vào tình yêu sét đánh không? Trái tim tôi đã thuộc về cổ. Tôi đã tìm mọi cách để thể hiện tình yêu của mình. Thank you.
Ok, chúng ta chia tay ở đây. Ok, để tụi này tự ra sân bay được rồi. Ok, cảm ơn hai bạn đã tới tiễn. Cảm ơn hai người nha. Hẹn gặp lại Sài Gòn. Cậu chăm sóc Mỹ Thanh cho tốt nha. Ok. À, Maya cũng chú ý sức khỏe nha. Đừng lo lắng nhiều. Sẽ có chắc chai bảo đảm an toàn cho Maya. Đồng ý không chắc chai? Nhất trí thôi. Coi như là nhận nhiệm vụ. Anh Trực nhớ giữ gìn sức khỏe nghe. Có dịp quay lại Sài Gòn Maya sẽ tìm anh. Bây giờ Maya biết tìm anh ở đâu rồi. Còn giận chuyện cũ sao? Không đâu. Gửi lại anh chiếc khăn này. Cảm ơn anh Trực nhiều. Đừng khách sáo vậy chứ. Đi thôi anh, trễ giờ rồi. Xe đang đợi đó. Ok, chúng ta đi. Ok, cảm ơn các bạn. Bye. Hẹn gặp lại. คุณ Maya คุณจะกลับบ้านหรือจะไปวัดเดี๋ยวผมไปส่งครับผม คุณจะส่ง Maya ที่วัดค่ะ Chào các bạn. Ồ, đội trưởng. Ồ, Quang Hô Trực mới về. Đội trưởng khỏe không? Sao? Thái Lan vui chứ? Mỹ Thanh đâu rồi? Đã khá hơn chưa đội trưởng? Có quà gì trên em không đội trưởng? Cô này. Cho đội trưởng Quang Hô cái đã. Sau đó trả lời từng câu hỏi. Thứ nhất là rất khỏe. Thứ hai, Thái Lan rất dễ thương. Thứ ba là Mỹ Thanh rất ổn. Và cuối cùng là không có quà. Vậy cũng làm hồi hộp nữa. Vậy là hết mạng chào hỏi. Có ý kiến gì nữa không? Không có quà thì hết hỏi. Phụng Tuấn vào đây luôn đi.